Nó cao vai cho tất cả quý anh chị đang xem video nhé. Thì hôm nay là quay cái anh chị cái cửa hàng bên em nhé. Cửa hàng đồ cao vai bên em đã set up xong cái cửa hàng rồi. Thì quý anh chị nào mình ở Hà Nội nhé, mình Hà Nội mình đang xem video này, mình cần một chiếc máy để sưu tầm thì anh chị quay em để mình giao lưu nhé quý anh chị nhé. Rất là nhiều mẫu máy cổ để quý anh chị có thể là sử dụng cũng như là để sưu tầm, để nghe gọi, để tặng quà tặng biếu rất là ok quý anh chị nhé. Ở đây thì mình sẽ gắp vào tủ đầu tiên là tủ này, tủ để hàng này, để máy này. Đó là những chiếc máy điện thoại Nokia đã test sẵn, sẽ test full rồi anh chị nhé. Còn ở đây là mình sẽ một cái bàn, đây sẽ bàn để tiếp tất cả quý anh chị nhé. Anh chị qua đây trực tiếp để chị giao lưu với em. Đó, đây là bàn test máy này, em test máy này, ở kia là bàn kỹ thuật này. Đó thì chị cần thì anh chị qua nhé. Đó thì mình giới thiệu qua anh chị các mẫu máy bên em nhé. Ở đây thì mình có tủ đầu tiên này, hai chiếc máy này là hai chiếc máy 2G anh chị nhé. Máy 2G này, 5130 máy này new này, 1112 máy này new. Hai chiếc này thì bây giờ thì nắp sim chỉ nắp là sim Vietnam Mobile thôi quý anh chị ơi. Còn anh chị cần sưu tầm thì giá rất là hợp lý luôn chị nhá. Rất là rẻ luôn, vài trăm ngàn thôi. Đó. Tiếp theo là đến chiếc máy điện thoại Nokia 3G, 4G anh chị nhá. 3G, 4G thì nắp sim bình thường anh chị nhá. Anh chị dùng bình thường luôn. Đó thì ở đây thì mình sẽ có là Nokia chuối này, chuối 8110 4G. Đấy, máy rất là đẹp anh chị nhá. Máy rất là đẹp luôn nhá. Đó anh chị để sưu tầm, để sử dụng. Chiếc này thì có ưu điểm là máy hai sim 4G. Hai sim 4G và nó phát được wifi nhé. Phát được wifi. Anh chị nào cần một chiếc máy để phát wifi thì anh chị sẽ chọn chiếc này được nhé. Nghe gọi rất là ok rồi, nghe gọi nó rất to luôn nhé. Ở đây mình sẽ có là Nokia 6680 màu xám, 6680 này. Máy này new rất đẹp anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Đó, Nokia N73. Nokia N73 anh chị nhé. Nokia N73 này. Đó, máy rất là đẹp nha anh chị nhé. Đấy. Nokia 33103G này. 33103G 131 sim. Đó, máy rất là đẹp luôn chị nhá. Em đã test sẵn em để đây rồi nhá. Những chiếc máy ở trên tủ này đều là những chiếc máy đã test sẵn đầy đủ cho anh chị rồi. 33103G bản màu vàng anh chị ơi. Màu vàng này. Máy đẹp nhá, máy đẹp. Đó. Nokia 6760S này, còn một chiếc anh chị nhá, còn một chiếc nhá. Nokia 6760S, một chiếc máy sập ngang rất là đẹp nhá. Giá chỉ hơn 1 triệu thôi. Đó, Nokia 6680 màu đen anh chị ơi. 6680 màu đen này. Đó, em quay này rất là nét rồi, chị nhìn từng chiếc máy một ngoại hình của máy nhá. Đó. Nokia N73, chiếc này ngoại hình khá nhá, ngoại hình khá nhá. Nokia N73 màu mận này, chiếc này cũng ngoại hình khá thôi, ngoại hình khá nhá. Đây là cái tủ đầu tiên. Tủ ở dưới thì bên em sẽ có là các phụ kiện của máy như kiểu là loa trong này, loa ngoài của máy này. Đó, anh chị nào cần loa thì anh chị cứ liên hệ nhá. Bên em có tất cả các loa của tất cả các mẫu máy Nokia cổ luôn. Đó, 88 này, 515 này có hết anh chị nhá. Đấy. Sang cái tủ thứ hai này. Tủ thứ hai này em thiết kế đây là những chiếc máy gập anh nhá, máy gập máy trượt thì chị nhìn thấy rất là chiếc máy hay nhá. Đây mình có này, Nokia mới về này, Nokia 7230 máy này new. Chiếc này màn hình rất to và chữ rất là lớn anh chị nhá, màn hình to chữ lớn luôn. Đó, chị nào cần thì liên hệ nhá. Mai em sẽ lên một cái video chi tiết các mẫu máy, mình bật máy bình thường nhá. Còn đây là video giới thiệu qua về cửa hàng bên em, nó sẽ đáp hoàn thiện rồi anh chị nhá. Nokia N93 này, N93 màu đen này. Máy đẹp anh chị nhá, máy đẹp. 98.9%. Đấy. Rất là đẹp anh chị nhá, màu đen rất là đẹp. Đấy. Nokia N93i. N93i cũng rất là đẹp anh chị nhá. N93i này. Đó, những chiếc máy này rất là hiếm rồi chị nhá. Có 3G đầy đủ cho chị sử dụng nhá. Này. N93i. Cái màn này em giá bao nhiêu khỏi xước nhá. Đấy, em để khỏi xước vì chưa bán. Đấy, chưa bán thì để nguyên trong tủ này mình để khỏi xước thôi. Đó. 6500S này. 6500S này chị ơi, máy màu đen, này new. Rất là đẹp nhá. Nhìn một chiếc máy rất là huyền thoại nhá. Nokia N900 máy trên nhìn cơ cáp mà chắc lắm nhá. Cơ cáp cực kỳ chắc luôn, vào đây chiếc máy zin nguyên bản 100% nhá. Đó, anh chị để sưu tầm để sử dụng rất là ok nhá. Thiết kế rất là độc và máy giao diện nó rất là độc luôn chị nhá. Nokia N76 này, N76 này new. Cũng rất là hiếm rồi chị nhá, càng ngày càng ít rồi. Đấy, N76 này new, một chiếc máy gập này, rất là nam tính luôn. Rất là nam tính và nó đầm. Chiếc này là ngày trước là cạnh tranh trực tiếp với này Nokia V3 xong Motorola V3i đấy. Đó. Nokia N95 máy trượt này anh chị ơi. N95 bản 2G nha chị nhá. Bản 2G. Đó. Ở Nokia E66 anh chị ơi, E66 này. E66 chiếc này ngoại hình khá nhá, ngoại hình khá. Đó. Cũng rất là đẹp rồi. Đấy. Rất là nhiều mẫu máy anh chị ơi, 6600S này. 6600S máy này new chị nhá. Máy này new nhá. Rất đáng để sưu tầm anh chị nhé. Nokia 6600F nhé. 00F là máy gập anh chị nhé. Đây là một chiếc máy gập. Máy màu xanh rất là đẹp. Chiếc này rất là ít nhé. Rất là hiếm. Này, máy gập của Nam Châm nhé.
anh chị ấn nút bên này còn 500 nhé, nhưng phải bật nguồn nhé, phải bật nguồn mới bấm được chị nhé, còn mình đang đặt tắt nguồn như này thì không được nhé. Đó, một chiếc Nokia N80 chị ơi, Nokia N80 này, 80 màu đen nhé. Đấy, cũng rất là ít rồi, toàn những chiếc máy hiếm thôi chị ơi. Nokia N85 này chị ơi, Nokia N85 nhé, N85 này. Đấy, N85. Đó, cũng rất là ít. Nokia N97 mini nhá, màu gold. Chiếc này rẻ nhá, vài trăm nghìn thôi. Máy ngoại hình nó cũng trời trời rồi. Nhưng mà vậy là zin nhá. Đấy, nhìn kính nó zin này. Rất là ok luôn nhá. Đó, đến cái tủ thứ ba. Tủ thứ ba này thì hơi ít máy. Đây là những chiếc máy quay ti, bàn phím quay ti. Mình sẽ có là E73 này. E73 này, máy này new này, rất là đẹp nhá. Đó, tiếp theo là Nokia E72 màu đen này. Màu đen nhá, chiếc này cũng rất là đẹp, khá là đẹp. Đó. Nokia E72, một chiếc máy Âu cuối cùng. Đây là chiếc máy Âu chị nhá. Máy Âu TZ Đức. Đó. Nokia E5 anh chị ơi, Nokia E5 này. E5 nhá. Đó. Tiếp theo là Nokia E6 anh chị ơi. E6 này, một chiếc máy cũng rất là đẹp nhá. Thiết kế rất là đẹp. Máy thì bàn phím quay ti và bàn phím cảm ứng anh chị nhá. Đó, rất là ok luôn. Đó. E73 còn 2-3 chiếc này. Ở dưới này thì em sẽ có cho anh chị đó là màn hình nhé. Màn hình của tất cả các màn hình zin nhé. Của tất cả hầu như là các mẫu Nokia gần như là đủ anh chị nhé, gần như là đủ luôn. Đó, màn zin nhé. Tiếp theo này, đến cái tủ cuối cùng này. Tủ cuối cùng là bên em còn một ít máy này. Đây là bao da ở dưới nhé, bao da các mẫu máy Nokia cổ nhé. 6388, 67, 6500C, E72, E71. Đó, rất là nhiều mẫu máy anh chị nhé. Ở trên này thì mình sẽ làm máy nhé. Máy thì em sẽ có là một chiếc máy rất đẹp này, 5700 này. 5700 thì càng ít rồi anh chị ơi. 5700 này. Đó. Nhìn đẹp không? Quá là đẹp luôn nha. Chiếc này là chiếc xoay 180 độ nhá, ở dưới chân này. Rất là đặc biệt luôn. 6500C một chiếc máy đang là rất là hot nhá. Giờ nó không có hàng đâu chị ơi. 6500C màu nay new, màu đen. Đó. 8800 màu đen. Chiếc này chỉ hơn 6 đồng một chút thôi, máy zin nguyên bản nhá. Máy zin nguyên bản này nhá. Hơn 6 triệu một chút. Đó, mình có máy dùng nó pin rất là tốt nhé. Đó. Đây là chiếc điện, đây là bao da của 6500S này, 65C này. Rất là đẹp nha, này, bao da của chiếc máy này này. Nokia 6124C. 6124C, còn một chiếc hai chiếc ấy. Nokia E52 màu xám, rất là đẹp nhé. Rất là đẹp anh chị nhé. Rất là đẹp này. Đó, chiếc này em đã test rồi nhé. Nokia N78 cũng là một chiếc máy huyền thoại anh chị nhé. Nokia N78 nhé. N78. Đấy. Tiếp theo là mình có Nokia E51 anh chị ơi. Nokia E51 này. Đó. Màu đen còn một chiếc. Nokia 6500C. Đây là chiếc máy ngoại hình khá nhé, tầm khoảng 80-85%. Giá chỉ hơn 1 triệu một chút thôi. Đấy, đây màu đen này. Cũng là một chiếc máy ngoại hình khá anh chị nhá, ngoại hình khá nhá. Đó. Ở dưới này còn đây là một cái tủ cuối cùng. Đây là cái tủ full box của em nhá. Full box thì em có full box của E72 màu xám này. E65 này. Full box của Nokia 800 tắt này. Đây 800 tắt đây. Một chiếc máy quân đội nhá. Rất là hầm hố anh chị nhá. Rất là hầm hố, có hai màu cho anh chị là màu đen và màu xanh lục quân nhá. Đây. Cho anh chị xem một chiếc nhá. Tuy nhiên là những video sau em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị thôi. Em giới thiệu sau đi. Cái này là một video để giới thiệu cửa hàng thôi chị nhá. Ở đây mình sẽ có các box này, Nokia 670S màu tím nhá. Màu tím nhá. Đây. Rất là đẹp. Ở đây mình sẽ có là Nokia 6730 này, Sony Ericsson 902 này, C500 này, C50 máy full box new này, E71, E72 này. Em sẽ lên video dần dần nhé. Nói chung là tuần sau em sẽ lên video rất là nhiều nhé. iPhone này chị ơi, iPhone này mình có iPhone SE này, iPhone SE full box này, iPhone 6 full box này. Tất cả đây là đều là box đã sử dụng nhé, box đã sử dụng và máy còn đẹp. Đó, chứ không phải là box new nhé, box new giá rất là cao. Đây là Nokia 33103G này, máy cũng phải full box này. Nokia 2660 Flip, máy full box này, màu đen và màu xanh. Màu đen và màu xanh, chiếc này em đã test ok hết rồi nhá. Đó. Ở chiếc này mình có những chiếc máy Nokia 4G nhỏ nhỏ này. Nokia 105 4G này, 215 4G này. Đây này, anh chị cần những chiếc máy 4G chuẩn chính hãng này. Anh chị liên hệ bên em nhá, màu đen này. Đó. Đây, Nokia 105 4G. Ngoài ra mình còn có Nokia N8 dưới này, Nokia N8 này. Đó, rất là nhiều mẫu máy cho anh chị sưu tầm nhé. Đó, chị có thể nhìn thấy này, rất là nhiều mẫu máy luôn. Còn tiếp tục ở dưới chiếc bàn này, trên bàn này là những chiếc máy em đang test nhé, em đang test giờ nhé. Máy thì chưa test xong thì em chưa cho lên tủ nhé. E72 màu xám anh chị ơi, E72 màu xám này. Đó, E52 màu xám này, E52 màu xám này.
rất là nhiều mẫu máy chị nhé. E7, E52 màu đen này, đó, đầy đủ cho chị luôn. Đó, E52 màu đen tiếp này, đang test nhé. Đang test thì tuần chiều tối cuối tuần rồi quay video cho chị luôn. Đây N76 còn mấy cây này, còn 2-3 cây này. Đó. Ở đây mình có là Nokia N79 này. N79 có một chiếc duy nhất nhé. Một chiếc duy nhất thôi. Đây là N90 chưa test xong này, vẫn còn nguyên này. Đó. E72 màu xám kèm bao da cho khách này. Cái đơn này anh chuẩn bị gửi đi này. Chuẩn bị khách này. Đấy, E72 màu xám kèm bao da rất là đẹp nhé. Đó, N85 này cũng chuẩn bị gửi khách đi này. Gửi cho khách này, em test ok em gửi khách luôn. Đó, 5700 còn chuẩn bị gửi cho khách này. Đó. Đó, tất cả những đơn mà mình em chuẩn bị gửi cho khách em được trên bàn này và chuẩn bị làm để gửi cho khách nhé. Đó thì tất cả các đơn hàng bên em ấy, em gửi hàng cho anh chị nào anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi anh toán. Và anh chị nào mình có Zalo kết bạn thì bên em sẽ gửi hàng, gửi ảnh cho anh chị, quay video cho anh chị. Đó, ở tại cửa hàng bên em luôn. Đó, anh chị tin tưởng anh chị đặt hàng nhé. Rồi, anh chị nào cần thì anh chị liên hệ em qua số điện thoại 0985 nhé, 150255. Hoặc là qua Zalo số này nhé, và fanpage là NK Mobile điện thoại tốt nhất nhé. Anh chị nào ở Hà Nội thì chị qua trực tiếp địa chỉ ở Lê Trọng Tấn nhé, ngõ 192 Lê Trọng Tấn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video nhé.